Ngôi nhà trí tuệ thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc được đầu tư kinh phí 380 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh, huyện và xã hỗ trợ 160 triệu đồng, còn lại do nhân dân và con em xa quê đóng góp. Phần lớn diện tích không gian tầng 1 được trưng bày các dụng cụ truyền thống, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Tầng 2 là các phòng học âm nhạc, tiếng Anh, phòng đọc sách, thư viện. Đến nay ngôi nhà trí tuệ thôn Thị Hòa có 7 câu lạc bộ thường xuyên hoạt động gồm câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng sống, câu lạc bộ dân vũ, bóng truyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Ngôi nhà trí tuệ đi vào hoạt động, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thôn Thị Hòa nói riêng và xã Hòa Lạc nói chung.